Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 09. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 645. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2650, 7799, 3807. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7836. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65730, 20837, 19611, 12032, 57465, 60652, 96170. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93976, 13171. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 32791. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 98933. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 495226. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 495226.